Thường lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hai đợt phát thư hẹn trong vòng một tháng, rơi vào các ngày trong tuần thứ hai và tuần thứ ba của tháng. Thông thường từ ngày 9 đến ngày 22 hàng tháng sẽ có đợt phát thư. Thư hẹn phỏng vấn sẽ được gửi qua email mà cô chú và các anh chị đã đăng ký với NVC từ trước đó khi chúng ta làm 6 bước với NVC. Chi tiết cách đăng ký email Điệp đã có đăng ở video clip trước, cô chú và các anh chị có thể xem lại để đăng ký email với NVC nha. Cô chú và các anh chị lưu ý là thứ tự hồ sơ được lãnh sự quán lên lịch hẹn phỏng vấn sẽ dựa trên ngày mà NVC xác nhận hồ sơ hoàn thành 6 bước. Do đó, khi làm hồ sơ 6 bước với NVC, cô chú và các anh chị cố gắng chuẩn bị hồ sơ giấy tờ đầy đủ, chu đáo để quá trình làm 6 bước của chúng ta không bị kéo dài. Điều kiện để được lãnh sự quán lên lịch hẹn phỏng vấn là khi hồ sơ của cô chú và các anh chị đủ hai điều kiện này. Thứ nhất là ngày ưu tiên trên lịch visa phải vượt qua ngày ưu tiên của hồ sơ, có nghĩa là lịch visa đáo hạn. Điều kiện thứ hai đó là hồ sơ phải hoàn thành 6 bước với NVC, có email của NVC xác nhận đã hoàn thành. Đủ hai điều kiện này thì lãnh sự quán mới lên lịch hẹn phỏng vấn. Theo thông tin cập nhật được phát thư mới nhất ngày 16 tháng 10 năm 2020, lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh đã phát thư cho các hồ sơ diện IR1, IR2, CR1 và CR2 có ngày hoàn thành 6 bước từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 1 tháng 9 năm 2020. Có nghĩa là các hồ sơ này đã hoàn thành xong 6 bước và đang chờ hẹn phỏng vấn từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 1 tháng 9. Ngày phỏng vấn là sẽ rơi vào các ngày trong tháng 11 năm 2020. Nếu cô chú và các anh chị có ngày hoàn thành 6 bước với NVC trong khoảng thời gian này thì chúng ta nên kiểm tra hộp thư email hoặc liên hệ với dịch vụ và luật sư để hỏi về thư hẹn phỏng vấn của lãnh sự quán. Cô chú và các anh chị lưu ý là các hồ sơ thuộc diện F1, F2A, F2B, F3 và F4, IR5 sẽ không có thư hẹn phỏng vấn do còn sắc lệnh của Tổng thống ngừng cấp visa đến 31 tháng 12 năm 2020. Đây là thông tin các anh chị đã có thư hẹn phỏng vấn của lãnh sự quán. Hồ sơ này có ngày hoàn thành 6 bước với NVC ngày 1 tháng 6. Đây là ngày 1 tháng 7, ngày 5 tháng 6 và ngày 24 tháng 7. Và các hồ sơ này đã nhận được thư hẹn phỏng vấn có ngày hoàn thành 6 bước với NVC ngày 24 tháng 7, ngày 15 tháng 8, ngày 12 tháng 8 và ngày 14 tháng 8. Và đây là các hồ sơ có nhận được hẹn phỏng vấn có ngày hoàn thành 6 bước với NVC ngày 17 tháng 8, ngày 14 tháng 8. Và đây là hồ sơ mới nhất, đó là ngày 1 tháng 9 năm 2020. Khi có thư hẹn phỏng vấn thì cô chú và các anh chị đã có thể đặt lịch hẹn khám sức khỏe và chích ngừa. Hướng dẫn cách đặt lịch hẹn khám sức khỏe và chích ngừa Điệp đã có đăng video clip trước. Cô chú và các anh chị có thể xem lại video clip này. Bên cạnh đó thì quy trình khám sức khỏe và chích ngừa cô chú và các anh chị có thể tham khảo để chúng ta đỡ lo lắng. Và tiếp theo đó thì chúng ta sẽ đăng ký online địa chỉ giao nhận visa với lãnh sự quán. Đây là những bước cần thiết sau khi chúng ta nhận được thư hẹn phỏng vấn thì chúng ta cần phải làm. Điệp sẽ thường xuyên cập nhật các đợt phát thư hẹn phỏng vấn của lãnh sự quán đến với cô chú và các anh chị để mọi người tiện theo dõi.